Hai, chào các bạn đã trở lại với kênh Hôn Giả Bình Thuận. Thì sau những cái ngày tháng dịch các bạn, thì mình cũng không có đi săn bắt được. Thì nói chung là sau ngày đó thì mình có hay đi rừng để lấy những cái cây thuốc và đi hái nấm rồi xin ở trong rừng là nhiều các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình đã trở lại và đặt được mười mấy cái bẫy do những cái người nhà vườn người ta kêu có mấy con rắn khúc đen khúc trắng nó hay ở cái khu vườn đó, nên mình ngày hôm nay thì mình đã bẫy được nó rồi. Thì cái con đó thì nói chung là hàng rất là độc nha các bạn. Thì đây là rắn cặp ni, thường người ta gọi là hổ sơn các bạn. Thì cái dòng này nó rất là độc, thì nên mình mới đi bẫy về. Nói chung những cái con này các bạn nào mà thường mà biết bắt rồi á thì các bạn bắt rất là cẩn thận, còn các bạn nào mà chưa biết bắt á thì các bạn một là có thể là đừng có đụng tới nó, nói chung là để mình tránh cái rủi ro và thiệt hại cho mình nha các bạn. Thì cái con này thì cũng có rất là nhiều người, khi mà trời bắt đầu đổ mưa xuống có rất là nhiều người hay bị cắn và bị chết nha các bạn. Thì cái dòng này nó rất là cái độc tố nó rất là mạnh, nói chung có thể một cái này nó có thể tiêm chết 3-4 người các bạn. Thì cái dòng này thì nó rất là độc, nó phá cái nội tạng của mình, sau đó là nó phá cái dàn thận của mình, sau đó là dây thần kinh của mình, làm cho mình đông máu không có thể nào mà thở được các bạn. Thì cái dòng này nó rất là độc. Thì mình đã săn được 3 con. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người biết, cùng biết với mình loài rắn này. Thì cái loài rắn này nó ban đêm nó rất là nhanh, mà không biết là ban ngày nó có nhanh hay không. Thì sau đây mình chỉ thả 3 con rắn này ra, thả 1 con thôi, chứ 3 con là mình không bao giờ mình xử lý kịp được các bạn, không có thể nào mà vẫn chơi với lại những cái con rắn này được. Thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ thả 1 con nha. Đây, mình sẽ thả ra 1 con. Nói chung là cái con mình sẽ bắt cái con bự nhất để cho các bạn dễ xem luôn nha. Đây là cái móc bắt rắn của mình, các bạn nào cần thì cứ liên hệ cho mình. Đó, cái móc rắn bắt rắn các bạn chỉ có vài trăm ngàn à, nói chung là bắt cũng rất là ok. Thì mình sẽ bắt cái con này ra. Cái dòng này các bạn cũng đã biết rồi, nói chung là nó hung dữ lắm, nó hung dữ hơn rắn cặp ni các bạn. Cặp ni hung dữ hơn rắn cặp nông. Cặp nông thì nó hiền lắm, nó không có như con cặp đó, thấy không? Các bạn thấy không, nó phóng ào ào lên. Đây các bạn, thì mình sẽ thả vào, mình sẽ bắt đầu mình thả nó ra để cho nó đi coi thử, để coi thử nó đi có nhanh không nha. Thì rắn này thường á ban ngày nó ít có ở ngoài lắm các bạn. Thì nó thường là nó ra khỏi chập và chạng chạng tối là bắt đầu nó ra nó kiếm ăn các bạn. Thì đây là con rắn, nó sẽ lương vào ban ngày nè. Mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem nè, nó lương ban ngày, lương ban ngày như thế nào. Mình thấy không, nó lương rất là nhanh, mình mà không theo kịp nó là có thể mình mất nó rất là nhanh các bạn. Đó, nó lương là thường nó cắt nó hay ngóc cái đầu lên các bạn. Đó, bạn thấy không, đây là giống dòng rắn. Nó không có hung dữ, nó không có phùng mang giống như là, nó không có phùng mang giống như là rắn hổ mang đâu nha các bạn. Thì con này nó rất là dài đó, thấy không, con này rất là bự. Cái sai con rắn cặp ni này á, khi nào nó cũng nhỏ hơn rắn cặp nông các bạn. Thì rắn cặp nông thường nó hay bự lắm, mà cặp ni thì con này nó dữ lắm. Mình thì mình không dám mạo hiểm với nó các bạn. Thì nói chung
Ê, nó tới nè, nó tới nè. Mình đây các bạn. Đó. Thấy không? Nó vô cái mơ ấy đồ gì, nó vô cái lòng á, nên cái mỏ nó hơi bị chạy xíu. Nè, bạn thấy không? Đó, cái mỏ nó nè. Hơi bị chạy nè. Nó nồng á, nó nồng trong cái lòng các bạn. Rồi rắn này là rắn đáng sợ nhất các bạn. Các bạn nào chưa hiểu thì các bạn coi clip này và các bạn nên tránh xa cái loài này ra nha. Đó, cái loài này nói chung là ban ngày nó cũng lanh như ban đêm luôn các bạn, nó lanh hơn cái con rắn cặp nông nhiều nè. Các bạn thấy không, đây là khi mà lúc mà nó nằm ở dưới đất đó, nó phóng nè. Con rắn này nó đi nó có thường nó hay phóng các bạn. Đặt nè. Rồi xong giờ nó đuổi vô trên nè. Đây các bạn, giờ thì mình sẽ cho nó vô cái tô này. Đây là mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh về cái con cặp ni đó. Mình thấy không, nó có thể là rất là hung dữ, rất là nhanh các bạn. Đây nó nè, mình không có thể nào mà giỡn với lại những cái con rắn độc này được nha các bạn. Đó. Ở đây sẽ là mình được 3 con các bạn. Đây được 2 con nằm trong bao nữa nè. Đó, và đây 1 con nữa. Những cái con này là rất là độc nha các bạn. Các bạn nên tránh xa ra. Chỉ cho rắn đập vào bao các bạn. Thì ở đây nữa là có 3 con nữa, mình không có dám quay, tại mình không có dám bắt nó ra các bạn. Một con đối với mình là mình xử lý nó đã rất là khó chịu với nó rồi. Mà 3 con rắn nằm ở trong cái bao cuốn tròn các bạn, trắng trắng đẹp đẹp, rất là đẹp luôn. Đó. Rất là hung dữ, giờ nó mệt rồi, giờ nó mệt rồi các bạn. Đó. Con này nó mới lột xác xong nè, con nhỏ nó mới lột xác xong, cái xác nó còn mới nè, cái xác nó còn nằm đây. Mình đã bỏ rắn vào bao các bạn. Thì các bạn nào biết bắt rồi thì hãy bắt một cách an toàn và hiệu quả nha các bạn. Còn các bạn nào chưa biết bắt rồi thì các bạn nên tránh xa, hoặc là các bạn lấy cây đập chết các bạn. Thì cái đó để cho khỏi có cái hậu quả sau này. Đó. Còn những cái con này nó các bạn cũng đã biết rồi. Thì cũng hiểu về cái loài rắn cặp ni này rồi các bạn. Thì clip ngày hôm nay thì mình cũng xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Các bạn thấy hay và ý nghĩa cho mình subscribe và một chia sẻ nha. Hẹn các bạn những clip đi thăm bãi rắn nha các bạn. Chào các bạn nha.